Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Ngân Hà sẽ giới thiệu tới mọi người một mẫu bếp từ hiện đại với những tính năng ưu việt, đó chính là bếp từ Loka LCI 809 Plus. Bếp từ ngày nay thì đang dần trở thành một trong những xu thế tiêu dùng của người Việt Nam với những tính năng, kỹ thuật và thẩm mỹ cao, đáp ứng được với nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Bếp từ hứa hẹn sẽ đem đến sự tiện nghi, sang trọng và an toàn tuyệt đối cho người dùng. Loka LCI 809 Plus sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình bởi sự tinh tế cùng với hệ thống tính năng hiện đại hàng đầu. Hãy cùng Hà tìm hiểu chi tiết về chiếc bếp này nha! Loka Việt Nam là thương hiệu thiết bị nhà bếp tiêu chuẩn châu Âu với những sản phẩm chất lượng hàng đầu. Sau nhiều năm phát triển, Loka Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của các ông lớn ngành thiết bị nhà bếp trên thế giới như CNA, EGO, Scott Sheron. Toàn bộ sản phẩm của Loka Việt Nam trước khi đến tay người tiêu dùng thì đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo những tiêu chí khắt khe nhất về chất lượng. Bếp từ Loka LCI 809 Plus thì được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sử dụng linh kiện EGO 100% nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Mặt bếp là kính Scott Sheron, sản xuất tại Đức, có khả năng chịu nhiệt lên tới là 1.000 độ C, kháng sốc 750 độ C. Bề mặt kính chịu được nóng, lạnh cũng như là sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ. Độ giãn nở vì nhiệt thấp nên là bếp hoạt động rất hiệu quả và cách nhiệt. Mặt bếp tản nhiệt nhanh và được cách điện an toàn với các linh kiện điện tử bên trong thân. Bạn có thể yên tâm sử dụng bếp mà không lo bị bỏng hay là điện giật. Đặc biệt là khi nhìn vào mặt bếp thì sẽ thấy độ bóng bẩy và trong suốt, tạo nên sự sang trọng cho không gian bếp. Phần mặt kính thì được thiết kế vát hai cạnh trên dưới, kết hợp hai cạnh bên thì được bo viền kim loại, vát cạnh giúp bảo vệ mặt kính và hạn chế tác động lực từ bên ngoài gây xước cạnh. Như vậy thì tuổi thọ của bếp sẽ được kéo dài hơn. Bếp thì sẽ có kích thước là 750x450x60mm với màu đen sang trọng, giúp cho căn bếp đẹp và hiện đại hơn. Phần bụng bếp thì được làm bằng hợp kim chống rỉ rất chắc chắn, giúp che chắn bảo vệ các linh kiện bên trong bếp. Đây là chất liệu có khả năng chống lại quá trình oxy hóa và rò rỉ điện, nên là rất an toàn cho người sử dụng và thích hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam. Loka LCI 809 Plus thì được thiết kế hai vùng nấu độc lập, mỗi vùng nấu sẽ có 9 mức công suất. Mỗi vùng nấu sẽ có công suất là 2.300W. Khi kích hoạt tính năng nấu nhanh Booster, công suất sẽ được đẩy lên là 3.000W. Chức năng Booster nấu siêu nhanh, tuy nhiên thời gian tối đa mặc định dùng chức năng này sẽ là 10 phút trên một lần, tránh quá tải. Vùng nấu thì được thiết kế hình vuông với nhiều chấm nhỏ, giúp nồi, chảo không bị trơn trượt khi nấu nướng, đảm bảo thức ăn được chín nhanh chóng. Ứng với mỗi vùng nấu sẽ là một đĩa từ bằng đồng nguyên chất, có khả năng gia nhiệt nhanh và đều, giúp nấu ăn nhanh chóng và thực phẩm giữ chọn được hương vị dinh dưỡng. Mỗi vùng nấu của Loka LCI 809 Plus thì được thiết kế một bảng điều khiển trượt slider thông minh riêng biệt. Bạn có thể dễ dàng tăng giảm mức nhiệt độ phù hợp với từng món ăn. Có một đặc điểm của bếp LCI 809 Plus khiến cho nó vượt trội hơn hẳn so với những dòng bếp khác trên thị trường hiện nay, đó chính là bàn phím và mạch chính thì được phủ bao bọc bởi lớp chống ẩm để khắc phục được những hạn chế của thời tiết Việt Nam là nóng ẩm, vì vậy thì sẽ chống được oxy hóa nên là tuổi thọ sẽ cao hơn. Bếp từ Loka LCI 809 Plus thì được thiết kế trên dây chuyền công nghệ của Đức, nên là bếp sở hữu những tính năng hiện đại nhất hiện nay như là tính năng nấu nhanh Booster, tính năng hâm nóng, tính năng hẹn giờ, tính năng tạm dừng, tính năng khóa phím an toàn. Nhờ tích hợp hệ thống tính năng an toàn hiện đại nên là chúng ta có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng bếp từ Loka LCI 809 Plus. Cảnh báo chống tràn bàn phím thông minh. Trong quá trình nấu, nếu như mà nước hoặc là thức ăn bị tràn ra ngoài bàn phím thì sau 5 giây, bếp sẽ tự động tắt. Tính năng cảnh báo nhiệt dư giúp người dùng xác định được thời điểm có thể bắt đầu vệ sinh bếp từ sau khi mặt bếp đã nguội và không gây nguy hiểm. Khi tắt bếp thì bạn sẽ thấy là trên màn hình điều khiển sẽ hiển thị chữ H và đây là dấu hiệu cảnh báo mặt bếp vẫn còn nóng và bạn không được đặt tay lên hay là vệ sinh mặt bếp, khi đó sẽ rất nguy hiểm. Khi vùng nấu nguội, cảnh báo sẽ kết thúc và bạn có thể tiến hành vệ sinh mặt bếp bình thường. Đặc biệt, bếp từ Loka LCI 809 Plus còn có tính năng đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng, đó chính là tự động tắt bếp khi mà để quên. Nếu như bạn để quên nồi đang nấu trên bếp mà bị hết nước, thì khi đạt đến nhiệt độ tối đa, bếp sẽ tự động tắt phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra thì bếp còn có các tính năng an toàn như tự động nhận nồi, tự động tắt bếp khi không có nồi. Có một đặc điểm vô cùng nổi bật của chiếc bếp từ LCI 809 Plus này mà các sản phẩm khác trên thị trường không có, đó là bếp sử dụng công nghệ biến tần Braille Inverter, đun liu riêu công suất thấp.
Khi đun sôi các món ăn có nước thì công nghệ này sẽ giúp các món ăn sôi liu riu, đảm bảo tuổi thọ cho bếp và tiết kiệm điện năng tối ưu hơn. Bếp thì sẽ có quạt tản nhiệt công suất lớn giúp làm mát các linh kiện nhanh chóng. Hiệu suất đun nấu của bếp đạt tới là 90%, cao hơn các loại bếp khác, bởi bếp từ chỉ sinh nhiệt ở phần đáy nồi nên là không gây thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường. Sau đây thì hãy cùng Hà tìm hiểu cách sử dụng bếp từ Loka LC809 Plus này nhé. Đầu tiên thì bạn cần kết nối bếp với nguồn điện, sau đó đặt nồi lên trên vùng nấu, ấn phím nguồn trên bảng điều khiển để khởi động bếp. Để lựa chọn công suất nấu thì bạn chạm và vuốt tay trên thanh trượt slide tới mức công suất mong muốn. Trong trường hợp bạn muốn nấu nhanh thì hãy nhấn chọn phím chức năng booster được ký hiệu bằng chữ P, công suất nấu sẽ được đẩy lên mức là 3000W. Chức năng này thì sẽ giúp bạn nấu chín thức ăn trong thời gian nhanh nhất. Và khi đã hoàn thành món ăn nhưng mà chưa sử dụng ngay thì bạn có thể chọn chức năng hâm nóng để giữ ấm cho thức ăn, giúp thức ăn nóng, giữ được hương vị mà không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng do đun lại nhiều lần. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian chờ khi nấu nướng các món ăn cần nhiều thời gian, bếp từ LCI809 Plus còn trang bị bộ hẹn giờ lên tới là 99 phút. Bạn chỉ cần chọn thời gian nấu phù hợp để bếp hoạt động mà không lo cháy hay hỏng món ăn. Bạn chạm vào biểu tượng đồng hồ trên bảng điều khiển, sau đó nhấn vào dấu cộng để tăng thời gian và dấu trừ để giảm thời gian hẹn giờ. Để tránh trường hợp trẻ nhỏ nghịch ngợm trên mặt bếp gây nguy hiểm và làm ảnh hưởng đến hoạt động của bếp, thì hãy kích hoạt tính năng khóa an toàn. Bạn chỉ cần nhấn và giữ phím khóa trong vòng 3 giây để kích hoạt, lúc này mọi phím trên bảng điều khiển sẽ bị vô hiệu hóa. Và để mở khóa thì bạn chỉ cần nhấn và giữ phím khóa một lần nữa là có thể sử dụng lại bình thường. Đối với bếp từ LCI809 Plus thì việc vệ sinh vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Sau mỗi lần sử dụng thì bạn chỉ cần sử dụng khăn mềm và chất tẩy rửa để lau sạch thức ăn và dầu mỡ trên mặt bếp. Bếp từ LCI809 Plus là một sản phẩm hiện đại và chất lượng đến từ thương hiệu Loka Việt Nam. Và nếu như mà gia đình bạn đang có nhu cầu sắm một chiếc bếp từ mới thì bạn có thể tham khảo sản phẩm này. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể truy cập vào website loka.vn hoặc là liên hệ theo số hotline 1800 6690. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!